Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã xa quê hơn 40 năm, nhưng người dân gốc Kinh Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang sinh sống và lập nghiệp ở xã E Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vẫn gìn giữ làn điệu dân ca quan họ của quê hương với niềm say mê, yêu thích. Vào những lúc nông nhàn hay hội hè, lễ Tết thì loại hình nghệ thuật này lại được các liền anh, liền chị cất cao tiếng hát đối đáp giao duyên. Câu hát quan họ không chỉ thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển, mà còn góp phần giúp những người con xa quê vơi đi nỗi nhớ, vượt qua khó khăn cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này qua phóng sự gìn giữ làn điệu dân ca quan họ trên cao nguyên Đắk Lắk. Dân ca quan họ là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam, được hình thành và phát triển ở vùng văn hóa Kinh Bắc xưa. Sinh ra từ cái nôi truyền thống miền quê Kinh Bắc, được đắm mình trong những làn điệu dân ca với những liền anh, liền chị, nên ngay từ nhỏ, quan họ đã ngấm vào máu thịt anh Nguyễn Văn Trọng, là món ăn không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần. Chính vì vậy, khi vào vùng đất mới Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp, anh và những người đồng hương đã mang theo lời ca ngọt ngào, đằm thắm của làn điệu dân ca quan họ để cùng gìn giữ và phát huy trên quê hương mới. Chia sẻ cùng những người thực hiện chương trình, anh Nguyễn Văn Trọng cho biết, thôn Tân Hiệp, xã E Tó, huyện Krông Năng có 150 hộ với hơn 500 nhân khẩu, trong đó 50% hộ là người dân xứ Kinh Bắc vào đây lập nghiệp từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Khi mới vào vùng đất này sinh sống, sau những giờ làm việc vất vả ngoài đồng, tối về, những người trong làng tụ họp tại nhà một ai đó, trò chuyện, hát hò để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Đến năm 2006, với mong muốn gìn giữ và phát triển làn điệu quan họ, nét đẹp văn hóa của vùng Kinh Bắc, Ủy ban nhân dân xã E Tó quyết định thành lập câu lạc bộ hát quan họ thôn Tân Hiệp, hay còn gọi là câu lạc bộ quan họ quê hương. Khi mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có 6 cặp, 12 người, đến nay đã có hơn 20 thành viên đủ mọi lứa tuổi, thường xuyên ca hát, luyện tập. Tham gia câu lạc bộ, mỗi thành viên tự chuẩn bị trang phục cho mình, trong đó nam thì mặc áo tứ thân, khăn xếp, còn nữ thì mặc áo the, khăn xếp, khăn mỏ quạ, nón ba tầm, đều được đặt mua từ Bắc Ninh bằng nguồn kinh phí tự túc. Hàng tuần, mọi người lại tề tựu về nhà của một trong những thành viên trong câu lạc bộ để cùng chuyện trò và tập luyện hát đối đáp giao duyên. Dù chỉ là giao lưu, luyện tập, nhưng các thành viên đều rất hào hứng trong trang phục của những liền anh, liền chị. Người lo chuẩn bị âm thanh, người thì khoe những bài quan họ mới sưu tầm, người lại lẩm nhẩm lời mới và hướng dẫn các thành viên cùng hát theo. Để tập được một bài hát quan họ nhuần nhuyễn phải mất rất nhiều thời gian. Ban đầu các thành viên trong câu lạc bộ phải nghe các nghệ sĩ hát qua băng đĩa rồi chép lời ra giấy học thuộc lòng, vừa nghe sao cho thấm nhạc nền. Đến khi tập hát thì trong đầu tưởng tượng ra nhạc rồi cứ thế hát theo cho khớp. Có khi học xong được một bài quan họ phải mất cả tháng hoặc có thể lâu hơn. Những làn điệu dân ca quan họ Kinh Bắc quen thuộc như mời trầu, ngồi tựa mạn thuyền, qua cầu gió bay, người ơi, người ở đừng về, lúng liếng, dã bạn đêm trăng, chín nhớ, mười thương, được họ hát say sưa với tình yêu, niềm đam mê, giai điệu quê hương Kinh Bắc. Anh chị em chúng tôi thì cũng vào trong này là được mấy chục năm rồi, thì qua cái niềm đam mê, cái nét hát quan họ. Thì đến tập thì chúng tôi là cũng duy trì hoạt động là cái ngấm vào trong cái món mà là anh chị em là cái ham yêu cái nét văn hóa văn nghệ cổ truyền của cái nền dân ca quan họ Kinh Bắc này. Thế là chúng tôi là anh chị em là tuy ngày lao động rất là vất vả, thế nhưng mà cái sở thích là mình vẫn thích cái hát quan họ. Thế là anh chị em là cũng là khi mà nó có cái hệ thống điện nó lên và tivi lên thì anh chị em là cũng lại có cái niềm đam mê, cho nên là anh chị em là cũng có tập luyện và thành lập cái câu lạc bộ này là hoạt động từ 2006 đến giờ, thì cũng đã duy trì được mười mấy năm nay rồi, thì đến giờ vẫn giữ gìn bản sắc quê hương và đến ngày nay là cái câu lạc bộ càng ngày càng lớn mạnh lên và cũng đi biểu diễn cũng nhiều nơi. Cũng trong những lúc mình được giao lưu hát đối đáp với lại các liền anh thì mình cảm thấy là rất vui, cũng như là truyền cảm ứng cho cuộc sống rất là vất vả của hàng ngày mà mình lại được buông lời ca tiếng hát và giao lưu với lại các liền anh, cũng coi như là một cái câu ca trữ tình để cho mình với lại thế hệ sau được lưu truyền với cái bản sắc dân tộc. Thực hiện nghị quyết số 03
của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện phát triển du lịch từ 27 tới 2020 và định hướng đến năm 2030. Thì về lĩnh vực ngành văn hóa thì chúng tôi đã chú trọng và tập trung vào bảo tồn các cái bản sắc văn hóa trên địa bàn huyện như hát then, đàn tính của đồng bào dân tộc của vùng phía Bắc, Cao Bằng, Lạng Sơn và văn hóa ở vùng Thanh Hóa đổ vào, thì gồm có các cái như các bạn thấy thì có khua lọn và của dân tộc Thái ở Thanh Hóa và Hòa Bình, và vào phía trong nữa thì dân ca Vĩ Dằm, thì các cái câu lạc bộ được thành lập định hướng đến năm 2030. Thì Crom Năng muốn phát triển du lịch, cho lấy du lịch làm nòng cốt trên cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Crom Năng hiện có 5 câu lạc bộ, đội văn nghệ hát quan họ với trên 100 liền anh, liền chị, chủ yếu là những người con quê gốc Kinh Bắc. Đó là câu lạc bộ Quốc Tiến, xã Đờ Ly Ê Gia, Tân Hiệp, Tân Bắc, xã E Tó, Lộc Xuân, Lộc Yên, xã Phú Lộc. Đều được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện, tự chủ về kinh phí hoạt động, phương tiện âm thanh, trang phục, biểu diễn. Câu hát quan họ không chỉ thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển, bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn là sợi dây đoàn kết, gắn bó, tập hợp người dân, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Còn với những liền anh, liền chị trong các câu lạc bộ, họ đến với quan họ bằng nỗi nhớ quê, ý thức giữ gìn giá trị văn hóa của xứ sở Kinh Bắc. Tình yêu với quan họ đã thẩm thấu vào trái tim họ, hiển hiện trong từng lời ca, tiếng hát, chân chất, mộc mạc, giản dị và cả cái lúng liếng của liền chị, cái ý nhị của liền anh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã xa quê vào đến với huyện Crom Năng, tỉnh Đắk Lắk để lập nghiệp đã hơn 40 năm, thế nhưng những người dân gốc Kinh Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn bên cạnh việc phát triển kinh tế thì vẫn còn giữ gìn những nét văn hóa rất đặc trưng của mình, trong đó nổi bật đó chính là những làn điệu dân ca quan họ. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại xã E Tó, huyện Crom Năng, tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ xin mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng trao đổi và gặp gỡ với ông Trương Quang Huy, phụ trách các câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn huyện Crom Năng, để cùng tìm hiểu về việc gìn giữ và bảo tồn các nét văn hóa làn điệu dân ca quan họ trên của những người dân gốc Kinh Bắc như thế nào. Vâng, xin được chào ông Trương Quang Huy. Có thể thấy rằng phong trào hát những điệu dân ca quan họ trên địa bàn của huyện Crom Năng nói chung và xã E Tó nói riêng thì đang rất là phát triển mạnh. Vậy ông có thể chia sẻ về việc gìn giữ và bảo tồn cái làn điệu truyền thống văn hóa này như thế nào ạ? Crom Năng là một huyện vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay Crom Năng đã và đang có rất nhiều các cái câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật nói chung, trong đó có câu lạc bộ dân ca quan họ Kinh Bắc nói riêng, đã và đang sinh hoạt trên khắp các xã, thị trấn. Đặc biệt phải nói tới câu lạc bộ dân ca quan họ thôn Tân Hiệp, có tên gọi chung là câu lạc bộ dân ca quê hương. Đây là một trong 6 câu lạc bộ dân ca quan họ thuộc huyện Crom Năng, đã và đang duy trì phát triển rất là mạnh. Trên tinh thần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa của người Kinh Bắc vào sinh cư lập nghiệp tại huyện Crom Năng, thì các cái sinh hoạt theo định kỳ của người quan họ cũng như là các cái giữ gìn các cái bản sắc văn hóa chung của người Kinh Bắc tại huyện Crom Năng này. Như ông vừa nhắc đến câu lạc bộ dân ca quan họ Tân Hiệp, hay còn được biết đến là câu lạc bộ dân ca quan họ quê hương, thì hiện tại thì câu lạc bộ này có bao nhiêu nghệ nhân và nét đẹp của việc mà hát những làn điệu dân ca quan họ thì như thế nào ạ? Người quan họ thì chúng ta đã biết rồi, rất là nền, rất là đẹp, rất là dinh xinh, rất là duyên dáng. Đặc biệt chúng ta phải nói đến nón quay thao. Những cái nét văn hóa truyền thống của người quan họ đó là gì? Là trang phục rất là nền nã, rất là đẹp. Nón quay thao thì được ví như là một cái đạo cụ làm tự tin để cho người con gái xinh xắn hơn, duyên dáng hơn, uyển chuyển hơn trong quá trình giao lưu hát quan họ. Các cái làn điệu dân ca quan họ thì như chúng ta đã biết có rất nhiều các cái làn điệu dân ca quan họ cổ. Trong đó đặc biệt nói đến các cái quan họ giao duyên, tình tứ, quan họ về vấn đề sinh hoạt, về vấn đề đời sống văn hóa tinh thần. Nhưng tựu chung thì người quan họ có một cái nét đặc điểm chung, tức là gì? Là hát giao duyên. Trong quá trình lao động, sản xuất
cũng như là tình yêu đôi lứa đấy ạ. Có thể thấy là việc duy trì các câu lạc bộ hát dân ca quan họ như là một nét đẹp văn hóa tinh thần của bà con từ Bắc Giang, Bắc Ninh khi di chuyển vào Đắk Lắk lập nghiệp ạ. Vâng, và xin có thể cho biết về ý nghĩa của việc này và chúng ta sẽ duy trì như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết, quan họ cũng như là các cái văn hóa nghệ thuật nói chung thì nét đẹp của người quan họ về với cao nguyên Đắk Lắk nói chung và Cà Đông Năng nói riêng, họ bảo tồn, gìn giữ. Ngoài việc lao động phát triển kinh tế thì buổi tối hoặc là các cái ngày lễ, ngày Tết họ thường tổ chức sinh hoạt để giao lưu nhằm bảo tồn cũng như là tăng thêm cái vấn đề tình đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc của vùng miền. Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một làn điệu dân ca quan họ được biểu diễn bởi câu lạc bộ dân ca quan họ Tân Hiệp, hay còn được biết đến là câu lạc bộ dân ca quê hương, với bài Người ơi, người ơi. Người đợi chúng tôi, người ơi người ở đừng về. Trích đoạn tiết mục Người ơi người ở đừng về qua phần biểu diễn của câu lạc bộ dân ca quan họ thôn Tân Hiệp, xã E Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cũng đã khép lại chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Đâu bằng người đợi chúng tôi, người ơi.